Hội nhân mến chào quý cô chú anh chị. Đây có những bạn bên người Việt Nam không xảy rác, bên hội yêu rác nha cả nhà. Hiện tại có một anh trai đang dọn những cái rác mà rớt bên ngoài, khi mà xe chở rác làm rớt ra ngoài tại nhà nghệ sĩ ưu tú Linh nha cả nhà. Thì các bạn đến thu gọn lại và gom sạch vô. Có ngày nào mình cũng đi làm việc này luôn hả em? Dạ. Anh trai. Dạ. Ngày nào cũng đi hết vậy anh trai. Dạ. Em tổ chức theo định kỳ. Định kỳ mình là bao lâu dọn lần em? Hội nhân mến chào quý cô chú anh chị. Đây có những bạn bên người Việt Nam không xả rác, bên hội yêu rác nha cả nhà. Hiện tại có một anh trai đang dọn những cái rác mà rớt bên ngoài, khi mà xe chở rác làm rớt ra ngoài tại nhà nghệ sĩ ưu tú Linh nha cả nhà. Thì các bạn đến thu gọn lại và gom sạch vô. Có ngày nào mình cũng đi làm việc này luôn hả em? Dạ. Anh trai. Dạ. Ngày nào cũng đi hết vậy anh trai. Dạ. Không ạ. Em tổ chức theo định kỳ. Mình là bao lâu dọn lần em? Tại có một đội này là bên người Việt Nam không xả rác, bất ngờ tới làm một điều rất ý nghĩa và dọn sạch những mới đây là cả nhà, mới dọn hết mấy cái rác mà rớt bên ngoài tại nhà nghệ sĩ Vũ Tú Linh cũng như là nhà của chị Hồng Loan nha cả nhà. Tại đây là chồng của chị Hồng Loan nha cả nhà, để hậu nhân quay lớn lên cho cả nhà xem. Bác có số một số nhân viên ở chỗ đang có bao nhiêu bánh hoặc quà nha.
chị giao hàng của chú rồi là cháu của con này. Có nhỏ gà của bắp thu chú được rồi. Đây là họ bắp thu nghe trên Facebook của con là bán 450 500 quần bông của chú Linh chú Bảy. Mà chị đó giống gì hồng lon quá ta. Bơm con thứ 7. Hả? Bơm con thứ 7. Bơm bơm hả? Tên bơm bơm hả? Ừ. Cái gì là cái chân tà ba thì nó quay nữa. Em mới biết đâu. Giống gì hồng lon quá hả? Là thôi không coi. Rồi chuẩn bị có em bé rồi, bụng chuẩn bị có em bé ha. Đây là chồng của chị Hồng Loan nha cả nhà. Đó. Rồi anh đã vô, anh đi vô đóng cửa lại rồi. Vậy đây sẽ có hai cánh cửa. Một bên là cánh cửa, bên đây là một cánh cửa là để tiếp đón khách và mua bán hàng, còn một bên là nơi mà phòng khách mà để cúng nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Chỗ đèn ánh sáng đó nha. Đi một khách tới đó nè. Nhà gầm gần lỗ lớn luôn. Thì có thông tin là chị Ni với chị Hồng Loan đang chuẩn bị có kế hoạch bán bánh trung thu, thì không biết đến hiện tại thì hậu nhân cũng mới xuống đây thì thôi chưa biết là có bán hay chưa. Hiện tại khách thì đến cũng rất là đông, người giao hàng thì cũng giao rất là nhiều loại hàng. Thì hiện tại bác anh trai em trai trong trọng thì đang đóng những phần hàng để mà giao cho khách. Trời ơi. Thông minh quá à. Rồi vô hả kìa.